không lùi bước, dù phía trước chông gai, nhiệt huyết mãi không phai. Trên cỏ hoa vẫn nở hồng lấp lánh. Ngày bóng tôi đi qua, ngày câu hát bay xa. Chiến công rực rỡ trên vai chiến thắng. Cuộc đời là bức tranh nhiều màu sắc rối ren, bầu trời xanh kia cũng trải qua ngày giông bão, mặt trời khiêu hãnh phải bước qua vùng tối đêm đen. Cuộc sống khắc nghiệt sụp sôi niềm tin bất diệt, chẳng thể gục ngã cùng nhau hợp sức đấu tranh, nhưng tâm lặng im chỉ làm lòng ta sợ hãi. Giữa vùng mây xám hiên ngang anh vàng mãi sáng soi, công bằng thuộc về lương tri và lòng chính nghĩa. Để không lùi bước dù phía trước trông gai, nhiệt huyết mãi không phai. Trên cỏ hoa vẫn nở hồng lấp lánh. Ngày bóng tôi đi qua, ngày câu hát bay xa. Chiến công rực rỡ trên vai chiến thắng. Trước trông gai, nhiệt huyết mãi không phai. Trên cỏ hoa vẫn nở hồng lấp lánh. Ngày bóng tôi đi qua, ngày câu hát bay xa. Chiến công rực rỡ trên vai chiến thắng. Thảo Cục, có phải mày chính là Sang Ghẻ không? Tao đã đợi cái ngày này bao nhiêu năm rồi. Nhưng nếu như cả hai là một, thì việc mình tìm đến đây chẳng khác nào báo động cho hắn biết để mà đề phòng. Biết bị theo dõi, chắc chắn hắn sẽ chuyển đồ tể đi nơi khác trước khi chiến dịch bắt đầu. Như vậy thì mạo hiểm quá, mình không thể nào đặt chuyện riêng lên chuyện chung được. Ủa, ảnh mới đứng đây mà. Giờ ảnh đâu mất tiêu rồi? Thằng cha cà chớn làm gì? Hắn có nói tên gì không? Dạ, anh chỉ nói là người quen cũ của anh thôi à. Sao bảy kìa? Cả hai phương án A và B, các đồng chí đã nắm rõ chưa? Đó. Long, vô đây. Anh. Sếp, đánh đáng tiếp hả? Ngồi xuống đi. Phải. Mẫu niêm mạc miệng của nghi phạm đã có kết quả giám định. Nó trùng với biểu bì dưới móng tay của chị 12 khi cô ta chống chọi với tên sát thủ này. Đồng nghĩa cả hai là một. Cho nên ta phải tóm hắn càng sớm càng tốt, để khai thông chuyên án Dân Nhi hiện đang bị bế tắc. Đợt ra quân lần này do tôi trực tiếp chỉ đạo, đội 2 đặc nhiệm cùng với phòng cảnh sát hình sự sẽ hỗ trợ cho đội 1 làm nòng cốt. Tôi xin trình bày lại hai phương án tác chiến mà thủ trưởng đã lên kế hoạch. An toàn cho bà lão chủ nhà và hai đứa bé là ưu tiên hàng đầu.
Đội 1 sẽ chịu trách nhiệm phần này. Đồng thời lúc đó, tổ trinh sát của thiếu tá Hòa sẽ phong tỏa tầng trệt, các cầu thang bộ, thang máy và luôn cả sân thượng. Còn đội 2 của chúng tôi sẽ chia ra ở tầng dưới và tầng trên của chung cư, sẵn sàng tiếp ứng khẩn cấp cho đội 1 để đón lõng đối tượng. Đội 1 của Đại Quý Long sẽ là mũi nhọn chủ lực, đột kích trực tiếp vào căn hộ của chú Ba bằng cách tiếp cận bất ngờ, chớp nhoáng, không cho hắn có đủ thời gian để đối phó hay ra tay. Đó là phương án A. Còn phương án B sẽ được triển khai nếu chẳng may đối tượng phát hiện chúng ta và ra tay trước. Phương án này gồm các bước như sau. À, xin lỗi. Đó là... Tôi xin phép đi vệ sinh một lát. Ông làm cái quái gì mà để lộ ra tên sát thủ vậy? Ông nói đồ tể đó hả? Nói cho con ai? Bên tôi chuẩn bị đến chung cư để thợp cổ hắn. Tôi đã nhận ông phải dọn hắn cẩn thận rồi mà. Giờ hắn chuẩn bị trở thành tên đồ tể. Đưa tôi với ông lên đoạn đồ đài rồi, có biết chưa? Là sao có thể như vậy được chứ? Kêu hắn biến hình ngay lập tức đi. 10 phút nữa bên tôi xuất phát. Có ai ở trọng không vậy? Có ai ở trọng không vậy? Gần trọng chưa? Ờ, à, sắp xong rồi. Nhanh nhanh giùm đi. Kìa, đau bụng quá. Dạ xin lỗi thiếu tá, em chịu hết nổi. Xin lỗi. Xin lỗi mọi người, xin mọi người đợi chủ tịch một tí ạ. Bà nội là đưa tụi con đi về sớm mà. Thôi, cho tụi con chơi một chút xíu nữa đi chú ba. Đi chứ mà, con đang nghỉ mà. Thôi được rồi, giờ vậy. Trước khi đi về, chú ba dắt tụi con đi ăn được không? Yeah. Thôi được rồi, đi ăn. Nhanh lên. Lẹ hai đứa. Thank you.
cô. Chào cô. Chào mấy chú. À, dạ, tụi con tới kiểm tra điện định kỳ. Điện cả năm nay đâu có thấy ai tới kiểm tra gì đâu. À, dạ đúng rồi, bây giờ mình mới kiểm tra nè cô. À vậy hả? Dạ. Vậy mời hai chú vô. Dạ, cảm ơn cô. Xong rồi cô, cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô. Cảm ơn hai chú nha. Dạ cảm ơn cô. Dạ. Báo cáo, có một đôi dép nam ở trong nhà. Có khả năng đối tượng đang ở trong phòng riêng. Đội tiên phong hành động. Báo lệnh cho thiếu tá. Cứ từ từ bình tĩnh, đừng có vội. Ừ. Sếp Long, tại sao hai đội vẫn chưa tiến vào nữa? Cậu nhớ đèn đi. Đội 1 vừa nháy tín hiệu, hỏi tại sao mình chưa vô kìa đại quý. Báo lại là đang chờ tín hiệu của đội tiên phong. Rõ. Đội con quà vẫn chưa báo lệnh. Không biết làm gì mà lâu dữ vậy. Chắc đợi mọi người vô vị trí. Cậu bọc ra cũng sao đi. Thiếu tá đi một mình sao? Còn hai đội đặc nhiệm hỗ trợ, không còn thời gian để hỏi nữa đâu, nhanh đi. Rõ. Alo. Hắn đã né chưa? Chúng tôi áp sát chung cư rồi. Hồi nãy giờ tôi không gọi được nó. Ông giỡn mặt với tôi à? Ông muốn trách chùm cả đám hả? Tôi không có thời gian để giải thích. À nè, nếu có cơ hội á thì xử luôn đi. Nè, làm như dễ ăn lắm vậy. Câm miệng mày lại. Tao hỏi thằng Sang ghẻ đâu rồi. Mày chửi ai? Mày chửi ai? Mày chửi lại coi. Mày. Ông kiếm Sang ghẻ nào? Thảo cục, nó đang ở đâu? Chuyện gì sầm vậy? Thằng già này vô đây quậy nè anh. Mày biết đây là ai không mà dám mất dạy? Anh hai, tụi nhỏ nó không biết, anh bỏ qua cho. Xong chuyện này tao xử tụi mày luôn. Dạ, dạ xin lỗi, dạ, em không biết, biết. Dạ. Thảo cục đâu? Dạ dạ. Dạ. Dạ để em gọi. Dạ anh Thảo không bắt máy. Cái thằng chết bầm. Lúc dòng sôi lửa bỏng này chả biết nó đi đâu nữa. Thiếu tá Hòa, lý do là gì vẫn chưa cho hai đội xuất phát vậy? Alo, anh nghe không? Thank you.
Alo, tôi giữ chân họ hết nổi rồi. Má anh hai, anh hai chết đi. Anh hai ơi, chết đi. Thằng chó thảo cục này, nó chết đi đâu rồi hả? Anh có nghe gì không? Thiếu tá Hòa, dòng một đã vào vị trí, xin lệnh xuất phát. Đội hai xuất phát đi. Rõ, hành động. Hướng này, còn cầu hướng kia, cạnh cột đó. Xuất phát. Dạ. Gì vậy trời? Anh hai, hình như anh Thảo gọi. Mẹ mày, giờ này mới dòm tới cái điện thoại hả? Từ từ, có chuyện quá gì vậy? Mẹ sắp chết tới nơi rồi, mày biết không mày? Đồ tể nó đang ở đâu? Ủa, cái gì nữa vậy mấy chú? Dạ xin lỗi cô, lúc nãy con bỏ quên đồ, cô cho con vô lấy lại. Trời đất ơi, có nhiều đồ mà cũng quên tới quên lui à. Dạ xin lỗi cô. Cô im lặng. Gã Sa Minh sống ở đây đi đâu rồi? Gã Sa Minh nào? Chú Ba đâu rồi? Ông dắt mấy đứa nhỏ đi chơi rồi. Trời, sao không cho tôi lên vậy? Chị thông cảm chờ chút, tầng lầu của chị hiện đang bị phong tỏa. Nhưng mà có một mình mẹ tôi ở trên đó. Ủa mà sao lại phong tỏa? Chú Ba ơi, tụi con tự đi thôi bộ nha chú Ba. Đi theo em. Dạ. Chị thông cảm.
Tôi nghe nè. Mày đang ở đâu vậy? Đang ở dưới thang máy chung cư chứ đâu. Trốn ngay đi, cảnh sát đã bảo vậy đó. Nhanh đi. Tự nhiên, giữ tay lên. Trốn đi, nhanh lên. Báo cáo, có tiếng xung đột ở thang máy tầng trên. Theo tôi. Bên đây, bên đây. Có sao không? Hòa, cậu có bị sao không? Tôi không sao. Tôi xin lỗi đã để sống đối tượng. Anh có bắn trúng hắn không? Không, hắn nhanh như điện xẹt vậy. Lần đầu tiên tôi mới gặp. Lại để sống đối tượng nữa. Các cậu trinh sát cái kiểu gì vậy hả? Xin lỗi sếp. Anh Đức, tất cả cũng tại mày. Mày mà nghe máy có phải là né được tai họa rồi không? Đúng ra anh Tem phải báo trước kế hoạch cho anh biết chứ. Kêu đột ngột vậy sao đó phó được. Im đi. Lỗi của mày hết. Đừng có cãi chạy cãi cối nữa. Anh Hai kêu em gọi cho anh mà sao anh không nghe máy? Mày đính cái mỏ mày lại đi. Biết con mẹ gì mày nói. Anh gọi cho tay kia liền đi. Tình hình mà căng quá thì giọt thôi. Nè, tụi mày nín hết nghe chưa? Để tao nghe máy. Ai đó? Tôi hiểu rồi. Hiểu rồi. Cảm ơn trời Phật. Cảm ơn trời Phật. Tin vui hả? Thằng đồ tải nó thoát được rồi. Tốt. Mày lấy rượu ra. Dạ. Mày mở máy lại đi. Phòng khi nó gọi mày không được, làm bậy là càng chết nữa đó. Nếu nó gọi thì sao? Đưa nó về nhà tạm. Chờ tao gặp anh Ten xong rồi xử lý. Hiểu rồi. Tôi nói rồi, cỡ như đồ tể, trình độ cảnh sát còn lâu mới tóm được nó. Thoát nạn rồi là một hơi giải tỏa đi chứ. Mày còn báo hại tao một lần như hôm nay nữa thì tao thề tao sẽ ra mộ mày, uống với mày một ly theo kiểu này. Xin lỗi quý vị, quý vị có thể chờ thêm một chút được không? Chủ tịch đang về. Chào chủ tịch. 20 phút nữa chúng tôi có cuộc họp quan trọng với các cổ đông khác. Xin lỗi. Xin lỗi mọi người, tôi bắt mọi người chờ lâu. Tôi thật là thất kính. Mời các vị đi ngồi lại. Không chỉ có công ty của ông là lựa chọn duy nhất mà chúng tôi đầu tư đâu. Trước nay khách hàng của Eagle biết tôi trọng thị đối tác như thế nào. Hôm nay là một ngoại lệ, sẽ không bao giờ lặp lại nữa đâu.
À, mong có gì hết sức thông cảm cho. Nếu vì chuyện này mà mất cơ hội làm ăn với nhau, không đáng chút nào. À, đúng đó ngài. À, mời mời. À, danh tiếng nhóm đầu tư của các ngài chúng tôi đã biết từ lâu, và do đó rất vinh hạnh được các ngài chiếu cố cho Eagle. À, vậy xin cho tôi biết quý danh từng người có được không? Đây là ngài Lê Văn Sơn, chủ tịch quỹ đầu tư của SIG. Còn đây là... Không cần dài dòng như vậy đâu. Tôi đại diện quỹ đầu tư để tìm đối tác mở rộng thị trường, nên ông chỉ cần liên hệ với tôi là đủ. Thật hân hạnh. À, tập đoàn Eagle kinh doanh rất nhiều lĩnh vực như bất động sản, khoáng sản, vận tải biển, năng lượng. Vậy không biết quý ngài quan tâm đến mảng nào? Tất cả. Ngài nói sao? Qua báo cáo kiểm toán, chúng tôi biết được giá cổ phiếu của tập đoàn các ông năm vừa rồi tăng 30%. Đúng là vậy. Nhưng mà tuy nhiên, chúng tôi chỉ quan tâm tới lợi nhuận. Vì vậy quỹ SAG sẽ không đầu tư trực tiếp vào mảng nào, mà muốn mua lại cổ phiếu của Eagle để trở thành cổ đông chiến lược của tập đoàn. Ngài muốn mua bao nhiêu phần trăm? Trước mắt chúng tôi muốn mua 25%. Vậy là ngang bằng cổ phần của tôi rồi. Có nguồn vốn từ quỹ đầu tư của chúng tôi, các anh sẽ có thêm rất nhiều tiền để tái đầu tư hoặc tìm kiếm thị trường mới. Dù quyết định này cũng hơi táo bạo, nhưng sẽ là cơ hội không thể nào tốt hơn đối với ông đâu, ông Đức à. Chúng tôi sẽ mua cao hơn 20% so với giá thị trường, có được không? Ngài nói thật sao? Tiền không biết nói giỡn, thưa chủ tịch. Tôi có thể gặp cô một lần nữa được không? Không, tôi không còn tin gì cho anh khai thác nữa đâu. Tôi chỉ muốn cảm ơn cái cần câu cô tặng thôi. Tự tôi sẽ đi tìm một. Vậy thì anh hãy cẩn thận, bởi vì dưới nước không chỉ có một con thủy quái thôi đâu. Quyên, bộ em đang thất vọng chuyện gì sao? Hồi nãy anh thấy em lắc đầu, chắc không phải do vô thức chứ? Đương nhiên là không rồi. Vậy em có thể chia sẻ cho anh biết chuyện gì làm em ưu tư không? Nếu anh có thể giúp tôi thoát khỏi nanh vuốt của ba anh á, thì tôi không chỉ chia sẻ một chuyện này cho anh đâu. Tại sao lúc nào em mở miệng ra cũng có ý đồ chia rẽ anh với ba hết vậy? Bởi vì lúc nào anh mở miệng ra, anh cũng xin tôi những thứ mà tôi không thể cho anh được. Và anh luôn chứng tỏ mình là bù nhìn trong cái nhà này. Vậy còn em thì khác gì anh? Khác chứ. Anh tự nguyện, còn tôi thì không bao giờ. Thay vì chọn là một con chim mỹ miều sống ở trong lòng, thì em lại chọn là một con chim tả tơi bay ở ngoài trời hay sao? Chim sinh ra là để bay, chứ không phải là để đậu. Dù có phải gãy cánh thì nó cũng phải bay đến ngôi mộ của chính mình. Anh không biết rằng ngay cả khi thấy tôi nói chuyện với anh thì ba anh cũng đã rất khó chịu hả? Con chào ba.
Sao lạ vậy? Chuyện gì vậy sếp Thắng? Anh gọi cho anh Long nãy giờ mà không thấy anh bắt máy. Lúc ở hiện trường sếp Long bỏ về luôn. Chắc sếp đang quải tụi mình lắm. Cũng lạ thiệt. Trước giờ có bao giờ thấy sếp Long vậy đâu. Mấy đứa không có hiểu tâm trạng của sếp giờ sao đâu. Hết cái vụ son môi tới cái vụ Dân Nhi mình đều bất lực. Tới cái vụ hồi trưa này nữa, hỏi sao tâm lý sếp không bất ổn, căng thẳng được chứ. Đánh án với sếp bao nhiêu năm nay rồi mà chưa bao giờ thấy sếp phải chịu nhiều áp lực như bây giờ. Trong khi đó xảy ra chuyện hôm nay nữa. Nhưng mà tụi mình lại không giúp được gì. Thiệt là ấy nấy. Ông đang vui hay sao? Cứ cho là vậy. Uống đi. Vì chuyện gì? Vì cuộc sống. Phần của em đâu? Không. Rượu ngon không dành cho kẻ ngoài cuộc. Rượu hơi đắng, nhưng cũng chỉ là nước thôi. Cảm ơn con dâu. Bởi cách hành xử của bà luôn thô thiển như vậy, cho nên đừng có trách đó, tại sao tôi không bao giờ đưa bà ra ngoài đi cùng. Đó là tôi học theo ông đó. Chỉ có điều là tôi không giỏi ẩn mình giấu mình như ông. Em đi đâu vậy? Tôi có chuyện tính thông báo với ông. Để sau cũng được. Chuyện gì? Tôi tìm được phòng tranh rồi. Trong mức mà ông cho phép. Vậy à? Phòng tranh là sao? Phòng tranh nào? Không phải chuyện của bà. Ý ông sao? Nếu em chấp nhận điều kiện của tôi thì em cứ lấy. Tôi cũng chỉ là người bị động thôi. Ngoài Bach ra còn có Beethoven, Mozart, Wagner, Schubert, Chopin và cả tá những nhà soạn nhạc vĩ đại khác. Nhưng điều gì khiến Bach khác với những nhà soạn nhạc khác? Em hãy nhắm mắt lại đi, thưởng thức giai điệu này, em sẽ biết gì sau. Tài trâu, dĩ cầm hay tiếng sáo gì cũng như nhau à. Đừng khiến tôi phải mất hứng bởi những lời lẽ thiếu iốt của bà. Không cần bà lên tiếng thì ai cũng biết bà thuộc đẳng cấp nào. Em à, giờ chỉ còn lại chúng ta và âm nhạc. Tôi không hiểu, tôi không thích dài dòng. Tóm lại, ông đồng ý hay không? Có con với em không giống như có con với những người đàn bà khác. Đó là những điều hết sức quan trọng đối với tôi. Ông thừa biết vấn đề không phải do tôi. Đúng. Nhưng nếu như tôi chữa trị thành công thì em có sẵn sàng không? Nếu dư luận biết được á, thì bộ mặt đạo đức thường có của ông sẽ kinh khủng như thế nào. Ông thừa hiểu hậu quả chứ. Làm sao người ta biết được đó là con của tôi? Em và thằng Long diễn xuất rất tốt. Vậy thì cứ tiếp tục vai diễn của mình.
Đó không phải là sự loạn luân kinh tởm, mà là quả ngọt của tình yêu chân chính. Uy danh của dòng tộc này không thể chấm dứt tại đời của tôi. Nó cần phải duy trì ở những thế hệ tiếp nối, em hiểu không? Nếu em có thể sinh cho tôi một đứa con, em sẽ có tất cả đó. Kể cả tự do. Nếu đó là cái giá cao nhất phải trả mà không còn lựa chọn nào khác có thể thay thế thì đành chịu thôi. Đến giờ chưa thấy đồ tể gọi điện thoại nữa. Đại ca có quéo không? Quéo hả? Trời sập, tao cũng không biết quéo là gì. Chứ sao nãy anh hai bụp đại ca, đại ca không dám hó hé gì hết vậy? Mày có biết chơi món này không? Trong cờ vua, tốt thì nhiều, nhưng chỉ là lính lát. Để bảo vệ con vua thì con nào mới là quan trọng nhất? Con ngựa. Ngựa cái đâu mày chứ ngựa? Đó là con hậu. Nó tấn công hay phòng thủ đều xuất sắc. Tao đã có đám lính tốt, chính là tụi bay. Nhưng mà tao cần một con hậu để đỡ đạn cho tao. Nó phải là một con hậu có quyền lực. Ý đại ca nói đức đại bạn. Phải. Hiện tại hắn có đủ tất cả: tiền bạc, danh tiếng, các mối quan hệ với những tài máu mặt. Vậy tại sao mình không dựa hơi hắn, để chờ mình đủ lông đủ cánh? Tới khi đó mày muốn làm gì cũng được. Nhìn lúc này không phải là nhục, là quéo, mà là khôn. Mày hiểu chưa? Ý đại ca tính tạo phản hả? Sao mày nói câu nào ra cũng lòi cái ngu hết vậy? Bộ hắn là chủ tao hay sao mà kêu tao tạo phản? Tao với đức đại bàng là mối quan hệ sòng phẳng, mang tính chất cộng sinh. Hồi xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Mày không thấy khi không có tao, Hứa cũng chẳng hù dọa hay hăm dọa được ai hả? Ủa mà hồi xưa là vui gì đấy ca? Khoảng 9 năm trước, Hứa bị bệnh nặng. May là nhờ tao cứu phút chót, không thì giờ này đức đại bàng đã lên bàn thờ nhìn gạt khỏa thân rồi. Đại ca úp mở hoài, kể chi tiết nghe được không? Dạ đây em. Alo. Alo. Ai vậy? Cúp máy luôn đại ca. Có lẽ là đồ tể. Nó nghe tiếng mày lạ quá nên cúp máy. Được tao. Alo. Sao giờ này mày mới gọi tao? Được rồi, mày cơ đó, đừng có đi đâu hết. Tao qua đó trước mày, đưa qua chỗ an toàn hơn. Đi. Dạ, chào anh. Thank you.
Đại ca, thằng nội tệ nó lộ rồi, sao mình không thịt nó bên đầu mối? Chứ để nó sống như vậy em thấy nguy hiểm quá. Không được, hắn vừa giỏi lại vừa trung thành, sẽ rất đắc lực cho tao sau này. Chính vì vậy tao mới tốn công đưa nó từ Campuchia trở về. Nhưng mà bây giờ bác nó qua nhà anh tạm thời trốn chui trốn nhủi, biết nó có chịu không đại ca? Chỉ cần đánh vào điểm yếu của nó là xong thôi. Điểm yếu? Hắn không cần tiền hay đàn bà, chỉ cần cái này thôi. Xe máy bám theo mình nãy giờ kìa. Mày thử quẹo qua kia đi. Đúng là có đuôi rồi đại ca. Thì ra là mày. Mày chạy vô kia đi, khóa đường thoát của nó. Thề không lùi bước dù phía trước trông gai, nhiệt huyết mãi không phai. Trên cỏ hoa vẫn nở hồng lấp lánh, ngày bóng tôi đi qua, ngày câu hát bay xa. Chiến công rực rỡ trên vai chiến thắng. Cuộc đời là bức tranh nhiều màu sắc rối ren, bầu trời xanh kia cùng trải qua ngày giông bão. Mặt trời kiêu hãnh phải bước qua vùng tối đêm đen. Cuộc sống khắc nghiệt sụp sôi niềm tin bất diệt. Chẳng hề gục ngã cùng nhau hợp sức đấu tranh. Lương tâm lặng im chỉ làm lòng ta sợ hãi. Giữa vùng mây xám hiên ngang anh vàng mãi sáng soi. Công bằng thuộc về lương tri và lòng chính nghĩa. Để không lùi bước dù phía trước trông gai, nhiệt huyết mãi không phai. Trên cỏ hoa vẫn nở hồng lấp lánh, ngày bóng tôi đi qua, ngày câu hát bay xa. Chiến công rực rỡ trên vai chiến thắng. Chiến thắng. Để không lùi bước dù phía trước trông gai, nhiệt huyết mãi không phai. Trên cỏ hoa vẫn nở hồng lấp lánh, ngày bóng tôi đi qua, ngày câu hát bay xa. Chiến công rực rỡ trên vai.